Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của Tin Mới. Các bạn thân mến, MiG-21 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 3 được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hàng không thế giới, tính từ chuyến bay đầu tiên vào năm 1955. Trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng không quân của ta đã dùng MiG-21 để bắn hạ hàng trăm máy bay tối tân nhất của địch, trong đó có cả siêu pháo đài B-52. Vào thời điểm đó, MiG-21 chính là nỗi khiếp sợ thật sự của các phi công Mỹ khi xâm phạm vào vùng trời miền Bắc. Ngày nay, sau gần nửa thập kỷ phục vụ, toàn bộ phi đội tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Không quân Nhân dân Việt Nam đã được nhận sổ hưu và rút khỏi lực lượng trực chiến, nhường chỗ cho các chiến đấu cơ thế hệ mới hiện đại hơn. Cụ thể là dòng cường kích cánh cụt cánh xe Su-22 đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra không phận. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là về số phận của những chiếc én bạc trên. Chúng sẽ được đưa ra bảo tàng, hoán cải công năng hay thực hiện một vai trò gì khác? Trong diễn biến đó, một chuyên gia phi công quân sự Nga đã khuyên nên biến MiG-21 thành phiên bản UAV. Liệu đây có phải là một phương án hợp lý, hiệu quả không? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích trong video ngày hôm nay. Trước tiên, chúng ta cần biết được số tiêm kích đánh chặn MiG-21 hiện đang như thế nào, đã đưa ra bảo tàng hoán cải công năng chưa hay đã hoàn toàn bị bỏ đi. Để trả lời được câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần nhìn sang các quốc gia khác khi mới rút bất kỳ một chủng loại vũ khí nào đó ra khỏi biên chế chiến đấu. Thì trong vòng vài năm sau, thậm chí đến hàng chục năm sau, chúng vẫn sẽ nằm trong danh sách vũ khí dự bị, chứ không phải tháo dỡ ra để bán sắt vụn. Việc làm này nhằm mục đích đề phòng các tình huống xấu xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh cường độ cao trong tương lai, khi các loại vũ khí khí tài khác bị tiêu hao với số lượng lớn, thì những vũ khí đã từng bị loại bỏ kia sẽ được tái ngũ một cách khẩn cấp, lấp đầy khoảng trống. Thực tế chứng minh, Việt Nam chúng ta cũng đã thực hiện đúng với quy trình trên ngay trước khi MiG-21 chính thức chia tay bầu trời. Kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam đã phát động phóng sự, trong đó ghi lại cảnh những chiếc chiến đấu cơ cuối cùng thuộc loại này được đại tu và sửa chữa lần cuối tại nhà máy A-32. Việc được bảo dưỡng kỹ thuật đầy đủ như vậy cho thấy MiG-21 đã đổi sang một chế độ mới, bảo quản niêm cất dài hạn trong nhà chứa máy bay, đồng thời đưa vào danh sách khí tài dự bị. Theo kinh nghiệm và chia sẻ của những người thợ kỹ thuật hàng không, nếu khéo léo thu gom phụ tùng lại từ nhiều chiếc chiến đấu cơ khác nhau thì khoảng 5 máy bay cũ sẽ cho ra đời được một máy bay mới với tình trạng kỹ thuật tương đối tốt. Căn cứ vào những dẫn chứng được đưa ra bên trên, có thể nhận định rằng nếu như thực sự có một yêu cầu chiến đấu khẩn cấp, tiêm kích đánh chặn MiG-21 rất có thể sẽ quay lại bầu trời, thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, lập thêm nhiều chiến công hiển hách khác. Nhiều chuyên gia dự báo rằng ít nhất là khoảng 10 năm nữa, những chiếc máy bay chiến đấu này mới thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhận chế độ hưu trí hoàn toàn. Ngoài ra, nếu như không thể sử dụng MiG-21 với chức năng và nhiệm vụ như ban đầu, Việt Nam chúng ta đã có một ý tưởng, đó là biến những chiếc máy bay không người lái UAV. Đây là thông tin mà chúng mình ghi nhận lại được trên một trang fanpage có tên là Việt Defense Việt Nam. Nghe xong cũng khá hấp dẫn phải không ạ? Thế nhưng kế hoạch có phần nào táo bạo này có trở thành hiện thực hay không? Một chiếc chiến đấu cơ bị đánh giá là cũ kỹ lạc hậu có thể đạt được dấu ấn mới trong chiến tranh hiện đại hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Có một điều mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm với quân đội nhân dân Việt Nam, đó là lực lượng này nổi tiếng với cách tiếp cận chủ động, tích cực đối với những trang bị, kỹ thuật hiện có trong tay. Không có gì là được gọi là thừa đối với Việt Nam ta cả. Tương tự với MiG-21, khi đã quá lạc hậu sẽ nghiên cứu chuyển đổi sang một cái gì đó mới hơn và đặc biệt là có tính ứng dụng cao. Máy bay không người lái UAV là một lựa chọn quá phù hợp, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho lực lượng không quân Việt Nam. Thứ nhất, lợi ích đầu tiên mà UAV được tạo ra từ MiG-21 này đem lại đó là mục tiêu trên không trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không. Những phương tiện máy bay MiG-21 không người lái sau khi được chuyển đổi công năng, nó được sử dụng là mục tiêu trong các cuộc diễn tập của lực lượng phòng không không quân hay còn được hiểu là những bia bay.
MiG-21 chắc chắn sẽ phục vụ tốt cho công tác huấn luyện kỹ năng chiến đấu của các đơn vị phòng không, có thể là trong quá trình đào tạo phi công tiêm kích bằng các mô phỏng các chiến đấu cơ hạng nhẹ hoặc tên lửa hành trình, phục vụ các bài tập đánh chặn mục tiêu bay tốc độ cao. Những địa bay này hứa hẹn có thể tạo ra một môi trường đối đầu cho các binh sĩ, sĩ quan được rèn luyện gần gũi hơn với thực tiễn. Phương án thứ hai, biến các MiG không người lái thành những tên lửa hành trình tấn công mặt đất, tức là những UAV làm nhiệm vụ tấn công. Các chuyên gia quân sự đánh giá, do có cấu trúc khí động máy bay tiêm kích nên MiG-21 rất phù hợp với những yêu cầu của các chiến dịch tấn công cảm tử. Một chiếc chiến đấu cơ đã lạc hậu sẽ có lợi hơn nếu biến chúng thành những tên lửa hành trình tấn công, mang theo đầu đạn lớn, đơn giản chỉ cần tháo bỏ ghế phóng và bàn điều khiển, tạo ra không gian trống để chứa thuốc nổ, đồng thời lắp đặt một hệ thống dẫn đường, vậy là xong. Mặc dù khó có khả năng bay thấp, luồn lách và bám địa hình như những tên lửa hành trình thực thụ, thế nhưng nếu thực sự sử dụng chúng với quy mô lớn, những chiếc UAV cảm tử này chắc chắn sẽ là ác mộng kinh hoàng cho bất kỳ hệ thống phòng không nào. Ngoài nhiệm vụ thu hút hỏa lực của đối phương tạo điều kiện cho các tên lửa hành trình thế hệ mới dễ dàng tiếp cận mục tiêu, những chiếc UAV hoán cải từ chiến đấu cơ thế hệ cũ này còn là phương tiện tấn công vô cùng lợi hại. Không kẻ địch nào dám khẳng định rằng có thể đánh chặn được 100% số chiến đấu cơ không người lái ấy. Chỉ không may để lọt một chiếc thôi thì cái giá phải trả cũng rất đắt rồi. Thay vì phải mạo hiểm tính mạng của phi công từng qua đào tạo lâu dài và rất tốn kém, sẽ là một phương án khôn ngoan hơn khi sử dụng UAV vũ trang hoặc là một chiếc máy bay không người lái siêu thanh. Khí cụ bay này sẽ do chính các phi công điều khiển nhưng là từ một sở chỉ huy nào đó, cách xa khu chiến sự, sự an toàn được đảm bảo hoàn toàn. Trong trường hợp xấu hơn, hệ thống phòng không hoặc các chiến đấu cơ của kẻ địch bắn hạ chiếc UAV này thì cũng không quá đáng tiếc. Bởi lẽ máy bay đã cũ rồi và cũng bị loại biên, không thuộc trong biên chế chính quy quân đội nữa. Phương án thứ ba cũng là phương án cuối cùng. Đó là biến chúng thành những trinh sát trận địa với nhiệm vụ quan sát mục tiêu và truyền hình ảnh động thu về trung tâm, hỗ trợ trung tâm đưa ra chỉ thị không kích hay pháo kích. Việc sử dụng các UAV với nhiệm vụ như vậy, người chỉ huy có thể quan sát kỹ từ trên cao các mục tiêu quân sự, sau đó bình tĩnh ngắm rồi phóng đạn để tiêu diệt. Mục tiêu sẽ không hề hay biết về sự có mặt của UAV ở ngay trên đầu mình, hoặc khi phát hiện ra được thì cũng đã quá muộn, trở tay không kịp. Bên cạnh đó, do chụp và quay lại được các hình ảnh và video ghi chi tiết về hiện trường, sau khi mục tiêu bị tấn công, UAV sẽ cung cấp về chỉ huy phương tiện nhằm tuyên truyền cũng như hăm dọa tâm lý bất kỳ kẻ địch nào. Đây cũng chính là phương án mà Azerbaijan đã sử dụng khi giao tranh với lực lượng của Armani trên khu vực tranh chấp ly khai. Azerbaijan đã hoán cải AN-2, chiếc máy bay dân dụng thời Liên Xô từ những năm 1947, thành những UAV trinh sát. Những UAV này thực hiện nhiều nhiệm vụ như cung cấp tham số mục tiêu cho lực lượng pháo binh, do thám trận địa đối phương, nhằm xác định chi tiết các vị trí phòng không của kẻ thù. AN-2 UAV có tốc độ bay vô cùng chậm, khi lọt vào trận địa phòng không của đối phương một cách nhanh chóng sẽ thu hút được hỏa lực của họ. Đối phương khi ấy tập trung bắn phá, vô tình làm lộ ra vị trí kho vũ khí khí tài của mình, từ đó UAV có thông tin và truyền về cho sở chỉ huy đối thủ lộ trận địa. Lúc này, các UAV vũ trang đã chuẩn bị từ trước mới ra mặt tham chiến, sử dụng nhiều loại hỏa lực đã được trang bị sẵn để công kích, khiến cho đối phương bất ngờ trở tay không kịp. Kết quả là họ phải nhận về những tổn thất vô cùng lớn. Đây có thể đánh giá là một phương án tác chiến hợp lý trong môi trường chiến tranh hiện đại, vừa giúp giảm thiểu một cách tối đa thiệt hại về mặt nhân lực, lại có hiệu quả hơn rất nhiều so với những phương án tác chiến theo truyền thống. Chưa kể đến mặt kinh tế, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng, sự chuyển đổi từ những chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ AN-2 với hai tầm cánh lạc hậu và lỗi thời sang UAV sẽ thu hút được hỏa lực của đối thủ cực kỳ tốt, lại tiết kiệm lớn về mặt chi phí. Khi mà tận dụng lại một số lượng lớn những chiếc máy bay đã già cỗi, khả năng vận hành cũng như tính năng tác chiến không còn được đảm bảo. Đó quả thực là một nước đi hay, có thể áp dụng ngay vào thực tiễn tại Việt Nam chúng ta. Trên thực tế, đã có rất nhiều quốc gia thực hiện phương án này, không chỉ mình Azerbaijan biến những chiếc máy bay cũ kỹ thành máy bay không người lái UAV, điển hình như Mỹ vào tháng 3 năm 2016 với 30 chiếc máy bay chiến đấu F-16 đã chính thức được nghỉ hưu của mình. Quân đội nước này đã hoán cải chúng thành những chiếc máy bay không người lái với mục đích làm bia bắn tập cho phi công, định danh là QF-16. Trong đó, Q viết tắt của UAV.
QF-16 được sử dụng gói thiết bị UAV đặc biệt do các chuyên gia của Boeing thiết kế, trong đó sẽ phải tháo dỡ pháo 20mm và radar APG-6668. Trên máy bay chiến đấu có điều khiển, sau đó lắp đặt các thiết bị điều khiển từ xa lên. Các thiết bị điều khiển này sẽ có nhiệm vụ như một phi công ảo, hỗ trợ người điều khiển mặt đất di chuyển QF-16 như một chiến đấu cơ thật thụ, phục vụ trong những bài tập không chiến của phi công Mỹ. Không quân nước này đã đặt ra chỉ tiêu tạo ra một phi đội bay QF-16 với khoảng 120 chiếc vào năm 2019. Năm 2022 hoàn thành khoảng 210 chiếc để phục vụ cho công tác huấn luyện đội ngũ phi công đông đảo của mình. F-16 cũng không phải là loại máy bay duy nhất được hoán cải. Vào thời điểm trước, hàng loạt những chiếc máy bay như F-4, F-106, F-100 hay F-102 cũng đều đã được chuyển thành bia bắn tập cho phi công nước này. Ấn Độ gần đây cũng có những bước tiến đáng kể, những sự phát triển vượt bậc trong việc biến đổi chiến đấu cơ thành máy bay không người lái UAV. Cụ thể, quốc gia này đang tiến hành thực hiện một dự án nghiên cứu và phát triển được đánh giá đầy tham vọng nhằm mục đích chuyển đổi máy bay chiến đấu mới nhất thành UAV. Các bạn thấy đấy, với rất nhiều những minh chứng điển hình có thể thấy rằng việc quân đội ta biến MiG-21 thành UAV là một bước đi vô cùng hợp lý, đem lại hiệu quả tích cực cả về mặt con người lẫn kinh tế. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Để lại cho chúng mình những chia sẻ của các bạn nhé! Đừng ngần ngại cho chúng mình một lượt like, share và subscribe nha! Cảm ơn các bạn rất nhiều! Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.